Ấn nút đăng ký kênh. Click vào cái chuông để theo dõi kênh. Ấn like video. Đừng quên chia sẻ video của Gác nhé. He he, chúc bạn một ngày tốt lành. Lại một ngày mới trôi qua rồi các bạn. Để mình xuống hầm thư để xem có cái gì của ta Oh my God gửi không nè. Mình nghĩ hôm nay sẽ review một cái thứ gì đó hấp dẫn cho các bạn xem chứ. Mấy ngày nay chả thấy tiến sĩ gửi cái gì cho mình. Chắc là phiên bản càng mới thì phát minh của ổng thì càng gắt nữa là chịu một tháng hai tháng mấy con cái phát minh chứ thường thường là ít thấy lắm chứ. Ngày trước là một ngày có một cái, một ngày có một cái. Trời ơi, ngày nào cũng review phát minh của ổng mà thét mình chóng mặt luôn các bạn. Để xem anh da đen. Cái gì vậy? Ủa đây có anh da đen nè. Để xem anh da đen gửi gì đây. Cậu Quách ơi, có chuyện không hay. Tổng thống Mỹ Obama. Donald Trump. Donald Trump chứ Obama không có làm tổng thống ở đâu. Đã bị bắt tại tòa tháp của ông ấy và đang giam ở đỉnh tòa tháp. Cậu hãy mau mau đến cứu đi. Anh da đen. Trời, anh da đen là ai vậy? Hỏi Hero Mai cũng được. Hero Mai, ngươi biết ai gửi cái thư ở trong cái hòm đó không? Tên là anh da đen nhưng mà ta không biết mặt mũi của hắn tại vì hắn gửi rồi hắn đi mà. Ngươi ở đây ngươi thấy chứ? Về cái tên gửi thư hồi nãy ta thấy hắn đây có đeo một cặp mắt kính, mặc bộ áo vest màu đen, da thì rất là đen. Ta nghĩ là một người đó nào đó lạ mặt. Tên này trông giống cái tên mà hôm trước ta có mua một trái TNT hạt nhân để đặt đào vàng. Ta nghĩ là hắn có liên quan gì tới nhóm của người đó. Hết rồi. Áo vest à, da đen, áo vest, đeo kính à, kiểu như mấy ông mặc vụ mà làm việc cho nhà nước bên Mỹ các bạn à, kiểu như đi theo tổng thống hay gì đó, chắc là hậu vệ của tổng thống kêu mình đến cứu. Herbie, ta nghĩ là ta nên đến cứu ổng bởi vì ổng cũng rất là quan trọng cho thế giới này. Ngươi nghĩ có vậy không? Ta nghĩ là vậy, ngươi nên đi cứu ổng đi, còn ta đây chắc là qua bên thế giới 666 đây làm một số công việc. Nhân tiện thì ta sẽ cho ngươi mượn một ít đồ nè. Một cái kiếm với vài cái thang sẽ giúp ngươi đó. Ok, cảm ơn Hero 3 nha. Bây giờ Hero 3 đã cho mình mượn một cái kiếm và 10 thang leo. Mình không biết nó có hỗ trợ mình cái gì hay không. Nhưng mà mình biết là chắc chắn Hero 3 sẽ biết mà mình làm điều gì đó trong tương lai. Cái gì? Tương lai à? What the hell? Hero 3 biết mình làm gì trong tương lai à? Nói xong mình mới biết là hắn có thể nhìn xuyên tương lai đó các bạn. Trời ghê vậy. Tên này càng ngày càng ghê các bạn. Các bạn nên để ý hắn. Ok, không dài dòng nữa, mình sẽ qua bên thế giới lên men để cứu tổng thống Donald Trump. Ok, đến nơi rồi các bạn à. Gì vậy trời? What the? Trời, ông tổng thống mà giàu lắm các bạn à. Trời ơi, ông mua một căn nhà rất là cao luôn. Trời ơi, tầm nhìn của mình mà không thấy cái đỉnh, trời làm sao mà lên cứu ông đây. Với 10 số thang này chắc tới mai cũng không leo lên được. Chắc là mình phải đi bên trong rồi. Trời ơi, các bạn nhìn nè, tòa tháp quá là đẹp luôn, xây rất là kỳ công nha. Mình nghĩ là mình phải nhanh nên cứu ổng thôi. Tự nhiên là ăn làm tổng thống chứ rồi bị bắt, trời, làm người thường ra rồi. Đây là không, cái này là no thoát à, cái này là lối đi vào, còn lối đi ra chắc bên kia. Ok, mình sẽ đi vào trong. Nhân viên nghỉ việc hết rồi các bạn, tổng thống bị bắt nên nhân viên nghỉ việc hết rồi. Ở đây kiểu cái chỗ mà dành cho mấy người tiếp tân nè, đó, làm việc máy tính các kiểu nè. Rất là đã luôn các bạn. Sẽ tiếp tục tìm tổng thống này các bạn. Phòng này phòng gì đây? Cái gì vậy? Thang máy các bạn ơi. What the hell? What the? Không ngờ ở đây có cái thang máy luôn. Quái thật. Đâu, để mình leo lên thử một lần nữa nè. What cái gì vậy? Khoan. Lại một lần nữa nha. Ủa, nó không đẩy mình lên được à? Lạ vậy. Không được các bạn ơi. Cái này kiểu cái gì đó. Nó không đẩy mình lên được. Thôi, kệ nó đi. Mình sẽ tiếp tục nè. Bên đây cũng có nè. Tại sao nó lại không đẩy mình lên được? Ôi, không được rồi, thang máy cũng mềm rồi. Hay là bọn bắt cóc Donald Trump không cho mình đi thang máy ta?
nó bắt mình phải đi thang máy các bạn. À, ở đây cũng có nè. Cái này là cái gì đây? Mình nghĩ là một cái thang máy luôn các bạn. Thử xem một lần nữa nè. Wow. Ui, nó gần lên được rồi, tự nhiên mình bị sao đó các bạn. Đấy, đang lên khoét đẩy xuống lại, chả hiểu luôn. Bị sao vậy trời? Thằng máy phải nói là chắc là ngon tờ rim mà bị kiểu nó bị lỗi hay gì rồi nên là nó không cho mình lên được. Đấy các bạn thấy chưa, tàu bị kẹt. Một lần nữa nè. Đấy, nó bị kẹt không thôi, mình đi không được các bạn à. Chả hiểu tại sao luôn. Ui, thôi rồi, khỏi đi. Giờ không đi theo máy được, làm cách nào để lên đây các bạn. Trời ơi, trời, mình rối não lắm rồi. Cái phòng này phòng gì đây? Wow, đây là kiểu nước Mỹ nè các bạn. Wow, đây là nước Mỹ nha các bạn. Đấy, phòng này có sưu tầm các thứ về nước Mỹ nè. Cái kiểu chỗ này chỗ ăn hay gì đó các bạn. Mình nghĩ là thư viện ăn. Ồ, nhưng mà thang máy nó không cho mình đi lên nè. Mình nghĩ là mình sẽ đi ngõ khác thôi. Phòng này phòng vệ sinh nha các bạn. Có toilet các kiểu nè. Đấy, toilet tín hiệu rồi nha. Trời, toilet ngắm ảnh các kiểu đẹp vãi. Mình thề, toilet đẹp lắm luôn á. Đèn lên, đó. Rồi, phòng đây là mấy cái phòng toilet. Trời, nguyên cái chỗ rộng lớn có hai cái phòng toilet thôi. Rồi người ta chỉ mình cách nào đây trời. Người ta chỉ một lần phải chờ xếp hàng á. Vãi thật. Phòng này phòng gì đây? Không em vlog à? À, phòng điều chỉnh thời tiết nha các bạn. Phòng này là phòng điều chỉnh thời tiết nha. Còn cái gì đây? Bathroom, kitchen. Kitchen là mấy cái đồ thức ăn nè các bạn nè. Đó, kiểu qua đây là cái phòng điều chỉnh thời tiết và phòng command block. Phòng này phòng gì đây? Ồ, phòng gì vậy? Phòng năng lượng à. Wow, chỗ này nó điều khiển đèn nè. Rồi, phòng này là phòng thư viện nè, phòng làm việc nè, đó có bàn phím nè. Mình nghĩ phòng này cũng vậy luôn. Đó, mấy cái phòng thư viện làm việc gì đó của ổng. Nhưng mà việc quan trọng bây giờ phải cứu ổng đây các bạn nè. What the hell, cái thang máy này nó không lên được. Bạn chết, nó chỉ đẩy lên đây mà mình nãy giờ mình tưởng là đẩy lên thượng đỉnh luôn. Rồi, lên tiếp thôi. Khỏi đi vòng vòng. Phòng này kiểu như phòng giữ xe các bạn à. Giống phòng giữ xe đúng không? Này nữa, rồi lại một phòng như thế. Thế chống trơn không vậy cha? Lại vậy nữa trời. Thôi, khỏi lên luôn trời. Khỏi vào luôn chứ. Phòng nào như cũng như phòng nấy thôi. Đi cứu ông tổng thống cái đã. Cái tòa tháp của ông phải nói là rất là cao nha các bạn. Đi như thế này chắc tới mai cũng không lên được nữa. Rồi mình sẽ cố gắng. Ô, phòng khác nè. Wow, ha, phòng tập yoga. Trời ơi trời. Ông mà cũng thích tập yoga rồi các bạn. Phòng này là phòng kiểu khay à. Ô, hay vậy. Kiểu như cái này là cái phòng để gọi là nhìn camera hay gì đó, mình nghĩ là vậy. Trời, có yoga cái kiểu vậy. Ủa, phòng này phòng gì nữa? Phải nói là cái tòa tháp này rất là nhiều phòng các bạn. Mình nghĩ phòng này cho mấy ông sếp hay gì nè. Tivi, đây là một cái tivi các bạn à. Phòng kiểu chung cư của mấy cái người làm việc ở đây á. Có giường ngủ nè, mình nghĩ là vậy đó. Đúng rồi, mình nghĩ là cái phòng nghỉ ngơi của mấy người đó. Wow, cái tủ rất là hay luôn, người ta cài số bách sẵn cho mình rồi. Rồi, phòng này là phòng ngủ nè. Này, bedroom nè, đúng rồi. Phòng ngủ các bạn. Ok, không dài dòng nữa chắc không. Cửa thoát à. Sao lại cái chỗ này là chỗ bếp nè, kitchen nè. Ô, kitchen, thôi, bỏ đi, kitchen làm gì có đó bụng đâu. Tiếp tục thôi các bạn, tiếp tục lại cứu tổng thống Donald Trump thôi. Trời, sao là ông lại bị bắt? Tại sao bao nhiêu người cứu mà bắt mình đi cứu mới hay chứ? Chắc là mình là cái gì mà gọi là siêu anh hùng thế giới Minecraft. Ảo tưởng vãi. Và là cũng là bedroom của mấy người làm việc nè. Ô, phòng này không có tivi nhưng mà người ta thích nghe nhạc các bạn. Toilet đúng không? Không, cái này wow. Wow, nhìn xuống đã vãi. Ô, sao phòng toàn gì, toàn sách không vậy trời? Toilet đúng không?
cái phòng gì đấy. Mình chả biết cái phòng này phòng gì luôn các bạn à. Nhưng mà kiểu nhà nhưng mà không có toilet trời rồi. À mình hiểu rồi. Người ta thiết kế kính như thế này có thể gọi là đập ra rồi kiểu đi tè ha, đi ỉ thì ra ngoài để phóng luôn. À có toilet nào quên. Mình cứ tưởng phòng là có toilet, thật không nói biết nói sao quá các bạn à. Toilet mà cũng có cửa bí mật nữa trời. À phòng tắm nha các bạn. Không phải cửa bí mật. Trời. Phòng mấy nhà mấy ông tổng thống này thiết kế ghê quá, mình biết sao luôn. Quái thật chứ. Ok bây giờ tiếp tục giải cứu tổng thống Donald Trump. Rồi, cái chỗ đi thêm đâu rồi? Chết cha lạc đường rồi. What the hell, đây là cái thang máy từ phòng kia lên rồi các bạn à. Trời ơi trời. Mình nhảy xuống trong một phát là chết luôn á các bạn à. Wow. Wow, bên đây cũng có một cái nè. Trời ơi trời, mình thề luôn sợ lắm luôn các bạn à. Nãy giờ mình lên cao lắm rồi đó, mình nghĩ là gần hơn tới thượng đỉnh rồi. Đấy. Đúng rồi, còn đường lên nè. Quái thật. Cao lắm luôn các bạn à. Trời thề. Cái tòa tháp này nó rất là cao luôn. Trời, không ngờ tổng thống giàu đến nỗi mà hay tự xây cho mình một cái tòa tháp tự của mình luôn. Rất là hay. Bước gì mình giàu mình xây một cái toilet khổng lồ cho dành riêng cho mình. Mình có thể đi đái thoải mái ăn uống trong đó luôn. Khỏi cần phải đi ra đi vô. Phải nói là tổng thống này cũng thích tập yoga rồi kiểu có một cái kiểu nha, cái phòng là cái tầng là cũng phải có cái phòng nhà bếp dành cho nhân viên hay gì đó các bạn. Nhà bếp rồi và phòng ngủ tự do ngủ thoải mái luôn, kiểu như chung cư vậy. Nhân viên người ta làm ở đây người ta sẽ ngủ ở đây luôn, rất là đã. Rồi mình gần nó tăng thằng thượng rồi. Có cái gì đây? Ồ tầng này tầng thoát hay gì đó các bạn. Phải nói người xây map rất là kỳ công luôn. Trời. Đấy rồi. Wow, phòng này là phòng gì nữa ta? Các bạn nhìn nè. Rồi xong. Trời, một cái tên lửa à. Các bạn nhìn nè, một cái tên lửa. Wow, gọi tổng thống đâu rồi? Tổng thống ơi. Ok, kìa tổng thống kìa. Ồ, ra cách nào đây? À đây. Ui, tổng thống kìa. Tổng thống ơi. Rồi anh Trump ơi. Ồ, may quá, cầu anh cứu tôi. Bọn bắt tôi đã trốn thoát rồi. Hắn đã cướp hết một số kim cương khổng lồ của tôi. Ôi, bây giờ tôi không biết làm thế nào đây. Cậu mau cứu tôi đi, tôi sợ lắm rồi. Hôm sau đã có Super Hero Gat Boy ở đây. Ông cứ việc trốn thoát kìa, còn bao nhiêu thứ để tôi lo. Trời dễ mà, mấy cái vòng quay này ông cứ đi qua, tôi đi qua được nè. Còn cái kim cương đó. Oh my dude, you just got pranked. Bet you didn't see that one coming, huh? Fuck you, you just got pranked. Yo! Pranked, baby. Bọn cướp này có nhân từ quá các bạn à. Để lại số kim cương cho mình. Yeah! This is crash, great. Yeah! Yeah. Mình đã sát hại tổng thống rồi. Chạy thôi. Trời ơi trời. Cái thằng cướp khốn nạn trời ơi, nó để kim cương đó. Mình tới cái đường kim cương, mình tham kim cương mình ấn vào. Lại một lần tham kim cương rồi, bây giờ trốn thoát rồi các bạn. Ôi. Đùa thôi các bạn à. Mình là Spider-Man mà. Trời ơi. Thôi là Hero Boy có một cho mượn. Mình mượn một ít thang để mình leo. Cái này lại là ác mộng các bạn mà. Chứ mình thực ra là mình xuống đây à. Xuống đây trước. Cái hồi mà ông Donald Trump ông bị nổ rồi. Thôi không ngờ là mấy tên cướp khốn nạn đó dám kiểu chôn tổng thống à. Được. Dám chôn tổng thống. Mình sẽ về kiểu trả thù mấy thằng cướp dám chôn mình và chôn cả tổng thống. Là tổng thống bị bơm đánh bơm ngắt. Bây giờ tổng thống đã vào nhà thương 009 để gọi là bơm oxy để thở rồi. Bye bye. Nhớ like và kiểu share video nha. Mệt ghê đó.